Thì hôm nay thì mình với Hoàng Trung cũng giúp đỡ hoàn cảnh của cô Phết. Thì hôm nay cũng thấy cái nhà chú Dương cũng kế một bên đó rất khổ. Thì hôm nay thì Thắng miền Tây xin hỏi cô Phết là hoàn cảnh của chú như thế nào nha. Thì cô Phết cho con hỏi là cái hoàn cảnh của chú Dương như thế nào cô Phết? Nó khổ lắm hai cha con, thằng nào ta mướn nào làm đấy, ổng bệnh nữa. Rồi chồng vợ trước ổng có chồng khác rồi. Dạ. Hai đứa con này ổng, thằng này hồi nãy nó nuôi ổng đó. Dạ. Nào ta có công việc thì làm là đi làm được, không có công việc làm nhịn có hai ngày cũng có nữa. Dạ. Không có cơm ăn. Thì hai cha con vậy đó hồ hỉ, ngược không có ngủ không có nằm gì đó, không có bếp ga không có gì hết trơn á. Dạ. Xong ba ngày đó thằng nào ta mướn mần nó đi được làm, không có mướn ở nhà những đó vậy thôi. Rồi chú hàng ngày vậy chú có mần gì được không chứ? Không mần gì được đâu, nó gung tay gung giỏi hết trơn rồi ông bệnh nữa. Dạ. Vậy là nhờ đứa con làm thôi. Thằng hồi nãy Hà đó, cái Hà đó là đi làm được rồi cho đưa cho tiền cho ông đi mua gạo, mua gì, mua thuốc gì mới cho ông uống rồi đi đó. Dạ. Rồi không có đi làm mấy ngày nay không có lúa giác ở nhà hai cha con vậy. Có gì ăn đây, ổng đi câu cá được con hai con kho bẹt ăn xong. Dạ. Rồi vợ của chú vợ bỏ lâu chưa? Có chồng khác rồi. Có chồng ở Long Phú á. Dạ. Có chồng người ta bỏ ông ở đây hai con. Ngại với ông ở đây. Dạ. Dạ. Là hai cha con sống ở đây lâu chưa? Lâu rồi, hai mấy năm mà ở đây lâu rồi. Dạ. Ở đây lâu rồi. Nhà ổng ta cất nhà tự thương, nhà la nhỏ chứ vậy hết trơn rồi, người ta cất nhà tình thương cho. Dạ. Cả tình thương này cũng cất lâu rồi đó. Dạ. Thôi vậy cảm ơn ý rất nhiều nhé đã cho biết về. Hello, xin chào bà con cô bác đã trở lại vlog Thắng miền Tây. Hôm nay mình cũng đi quay cái hoàn cảnh của nhà kế bên, thì thấy gia đình chú Dương cũng rất khổ. Thì hôm nay Thắng miền Tây tới đây để tìm hiểu và xem hoàn cảnh chú như thế nào. Thì mời cô chú cùng Thắng miền Tây vô xem cái hoàn cảnh chú như thế nào để mình giúp đỡ cho chú. Quý vị thấy chú rất tội nghiệp, đang sống với một người con trai đó quý vị. Thì chưa biết hoàn cảnh chú như thế nào, thì mời cô chú cùng mình vào trong nhé. Đây là chú Dương đây. Chào chú. Rồi. Con xin hỏi chú, hiện tại giờ chú cũng mình nói tên tuổi mình cho cô chú được biết không ạ? Chú vậy? Dạ. Thì chú tên họ, tên họ mình á. Họ Thạch. Dạ. Thạch Dương. Rồi chú hiện tại bây giờ sống với ai chú? Sống đây với con. Dạ. Sống với đây. Là con thứ mấy của chú vậy ha? Thằng đó là Trang Út á. Dạ. Chú mấy người con? Chú tổng cộng mấy người con? Năm đứa ha. Ừ. Rồi hiện tại mình sống với người con thứ mấy? Thằng này Trang Út luôn. Dạ. Thằng Út nó theo mẹ nó. Rồi chú có vợ con gì không? Không. Là không thôi, có. Thôi mẹ nó tới giờ không lấy vợ. Dạ. Chú nhiêu tuổi rồi? 58. Dạ. Chú bỏ thuốc đi chú. 58 ha. Rồi hàng ngày mình làm cái gì, nghề gì sống chú? Không có nói chứ. Chú cũng có bệnh ha? Bệnh đó. Chú nói tiếng Việt ha, để cho cô chú hiểu được ha. Là chú bệnh là yếu cặp giò ha? Yếu cặp giò luôn. Dạ. Mà không được đâu, ở nhà không đó. Đi không nổi á. Đi ba chút xíu. Chú không có làm việc được đó là bao lâu rồi? Lâu rồi. Dạ. Yếu cái giò. Rồi người con có đi làm gì không? Nó cũng đi làm á. Đi làm ngày làm gì chứ người ta. Dạ, cũng như ai kêu gì bằng đó ha. Dạ. Cũng vô vụ lúa á ha. Không đi làm không có gì ăn. Dạ. Cũng đi làm. Bây giờ chú vô nhà dắt con đi một vòng coi cái nhà mình như thế nào ha. Đây chú cập cái micro vô đây dễ nói chuyện. Rồi. Đây, vô xem nhà chú nào quý vị. Đó. Ở cái chỗ này là ai ngủ ở đây vậy chú? Tôi. Trời ơi, không có giặt, không có gì đâu quý vị ơi. Ngủ dưới đất luôn. Đất ở căn nhà thì chẳng có cái gì luôn. Vé nãy rồi. Một có trời, cái nhà này chắc hồi đó có nhà nước có cho mình không? Tình thương hay gì chốt? Nè, nhà tình thương nè. Dạ, cũng lâu chưa chốt? Lâu rồi, một khuyết thôi bây giờ mới lột. Cái dạ. Mới lại đó. Cái này quá một thôi, mình đi ra sau coi cái coi là căn nhà chẳng có cái gì hết. Cô chú thấy tội nghiệp không? Thì tình cờ thì mình cũng giúp một hoàn cảnh kế bên. Thì thấy chú vậy thì mình
thấy thương quá, mình lại đây coi nào quý vị. Không có cái gì hết. Mẹ đấy thế. Dạ, không có nhà bếp, nhà gì hết trơn quý vị. Ờ, cái giường ở đây ai ngủ chốt? Thằng Hà. Dạ. Ờ, anh Hà cho em hỏi vài câu anh Hà. Anh Hà cho em hỏi vài câu bị về. Dạ. Anh Hà cũng là sao với chú nha. Con. À. Con trai thứ mấy ha? Con thứ năm. À, đây anh Hà là con trai thứ năm của chú Dương ha. Rồi anh hiện tại mình công việc mình làm gì ha? Công việc ai kêu làm gì làm đấy. Dạ. Người ta thuê mình làm gì làm đấy ha. Dạ. Người lúc này là cũng như là còn có đi dắt lúa dắt gì không? Còn mùa vụ. Dạ, hết lúa rồi. Hết lúa hả? Dạ. Rồi lúc trước rồi hết lúa rồi có giống như có làm hồ làm gì? Làm hồ có. À, cũng như là tới vụ lúa thì làm lúa, tới vụ hồ thì làm hồ, quý vị thì ai kêu gì làm đó thôi, thì sống hai cha con qua ngày vậy thôi. Rồi căn nhà thì có tình thương cũng lâu chưa anh? Lâu rồi, mình mấy năm rồi. À, cũng mục nát hết, trong nhà cũng không có cái gì. Thì anh giùm dắt mình chỗ anh nấu ăn cả, chỗ anh nấu ăn hàng ngày đó. Dạ. Chưa. Đây. Đây chỗ nấu ăn nè. Chiếu cho quý vị xem là chỗ nấu ăn nè. Ồ. Chỗ nấu ăn đó quá trời luôn rồi. Nhà có mất cái nồi thôi hả? Nhà là mỗi cái nồi thôi. Nồi cái chỗ nấu ăn đó thấy tội không quý vị? Nhà có cái nồi mấy cái nồi à, anh Thắng ơi. Con cái nồi. Rồi củi thì kia đó là đâu không có lò nữa hả? Cái này là để gạch hai cái. Để gạch thôi chứ không có cái gì hết trơn. Rồi chỗ vệ sinh đó đơn giản như vậy đó. Rồi chỗ ốp chén kìa, coi chỗ ốp chén coi. Đây nè chỗ đây là chỗ úp chén đây đó. Cái này là cũng đợi giờ là không có thứ này đâu quý vị, cái này là người ta kêu bằng lầu cổ rồi đó quý vị đó, thấy không, chỗ vệ sinh đây, phòng vệ sinh đó, đơn giản như vậy đó. Rồi giống như mình đi cầu là đi ở đâu, đi sao đại bùi lụng sao ha. Rồi đất đai để ngày xưa giờ là của mình hay là của ai hay vậy? Của ông già vợ từ xưa. À, cũng như là của ông ba cha mẹ cũng cho lại đất rồi cũng như được nhà nước tài trợ. Thì ông già cho đất thì các nhà này. Dạ. Là đất của mình hồi xưa luôn ha. Gốc hồi xưa luôn. Ở chú lúc còn mạnh á thì chú làm nghề gì? Tôi cũng múc giác múc gì rồi vậy bà đi. À. Mạnh. Rồi anh ấy có anh tên gì quên nữa hả? À, anh Hà có vợ chưa? Chưa. Chưa có vợ luôn ha. Anh nhiêu tuổi rồi? 28. À 28 tuổi rồi, chưa có vợ nữa quý vị. Đó, thì sống hai cha con vậy thôi, cái nhà vậy đó. Thì mình thấy tội nghiệp quá thì cũng của chú Dương cũng bệnh đó thì thành ra hai cha con. Còn anh nước kia xài sao có nước á, tại nước cùng ké người ta. À, nước xài ké người ta luôn ha. Đó là không có cây nước cây gì hết trơn quý vị. Đó. Cái ta cũng. À, khổ quá trời luôn. À. Có hết rồi. Chị anh chị coi có gia đình rồi. À. Có gia đình hết rồi, chỉ còn mình anh Hà là chưa có ha. Rồi cũng người ta có gia đình, người ta cũng ở riêng rồi, đâu có hỗ trợ gì mình ở đây đâu hết. Bây giờ là chỉ có mình anh Hà là nuôi cha hả? Dạ. Thì anh cũng là làm thì... Làm cũng như là còn có mình ơn anh Hà để đi mần cái này cái kia để nuôi cha thôi quý vị. Thì cha thì cặp giò yếu nữa, không có làm gì nổi á quý vị. Đó. Thì mời anh ra trước với chú để tâm sự ha. Đây thì trong nhà không có cái gì hết. Thì anh Hà thì nằm ở đây nè quý vị. Đó. Rồi còn cha thì nằm ở trước ở dưới đất luôn. Không có gì luôn, à, không có bếp, không có gì hết trơn, nói chung là không có cái gì hết đó quý vị. Thì mình thấy thương quá. Đây mình cũng lại đây cũng 2-3 lần rồi, thành ra mình cũng thấy chú vậy rồi thấy tội nghiệp chú quá trời luôn coi quý vị. Trên nhà thì gách hết trơn, ổ mục hết rồi, không còn cái gì đâu, cũng lâu dữ à. Cái này khoảng mấy năm rồi chú? Mấy năm rồi á. Ờ, mười mấy năm mà đâu có vậy? Cất lâu rồi.
À. Nhà cửa ha. Cất lâu rồi. Dạ. Chỉ bỏ quẹt cái chỗ cũ thôi ha. À. Thôi đi ra ngoài đi cho sáng ha. Ra ngoài cho sáng chú ha. Ha, đây. Cửa sổ rồi ấy hết à? Tiêu hết à? Thôi đi. À, không còn cái gì nữa đâu quý vị. Ở sao? Thì anh ra đứng kế đây đi để thôi em cũng lợi tới đây thì em cũng có của ít lòng nhiều của cô chú Mạnh Thường Quân nha, để giúp đỡ gia đình mình để mua cái gì vật dụng trong nhà hoặc là mua đồ để chén đồ cái ha. Dạ. Chú để úp chén với cái nồi nấu cơm thêm ha. Dạ. Thì hôm nay của ít lòng nhiều của cô chú Mạnh Thường Quân giấu tên thì tháng miền Tây cũng thay mặt cô chú thì gửi chú 1 triệu nha. Thì hôm nay của cô chú Mạnh Thường Quân giấu tên nước ngoài thì cũng xin gửi chú 1 triệu nha. Thì có cô chú nào mà có thấy được thì giúp đỡ thì tháng miền Tây đem lại tới đây để trao cho chú để chú mua đồ nha. Đây là trao cho chú 1 triệu. Chú có gì lời cảm ơn tới cô chú Mạnh Thường Quân không ạ? Có quân phải bán đấy, bởi vì chú bán. Ừ. Tôi tính kẹn. Cảm ơn đi chú. Cảm ơn đi chú, cảm ơn đi cô. Cảm ơn. Dạ, rồi anh có lời gì cảm ơn cái cô Mạnh Thường Quân không ạ? Mấy anh, mấy chú thì cho thì em thì cảm ơn à. Dạ. Thì tháng miền Tây cũng thay mặt chú cũng xin chân thành cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân rất nhiều để cho tháng đi làm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì cuối video chúc cả nhà xem vlog tháng miền Tây nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn lại.